Em thấy mọi người toàn chụp ảnh ấy, có quay gì đâu. Quay người... tay. Ôi trời ơi. Tay bọn em làm trộm lắm. Hả? Tay làm trộm lắm. Làm em nó cũng như gần giống như đính cúc. Ừ, nhưng mà nó thay, chắc là nó thay cái móc này này. Vâng. Nhưng mà này, cái này chạy thì mày đi bỏ nhỉ? Nó tháo bỏ, nó làm một cái rãnh ở đây. Ừ, cho nó tháo bỏ một rãnh và lại đính trên cái máy đi bỏ. Vâng. Gần giống như máy đính bỏ. Quá nhỏ, móc nó nhỏ. Có hai loại, một loại to hơn một tí, một loại hơi nó nhỏ hơn. Tay trước kìa. Ôi, rơi hết rồi. Mong ra. Ôi, mà xịt thôi. Anh quay rồi, cố về anh cho. Em quay được cách của em. Đâu nhỉ? Đấy. Đính bằng hai máy, hai móc hai máy. À, cái này để bên dưới à? Vâng, em để dưới. Cái này có hay bị gãy kim không? Thỉnh thoảng nó vẫn gãy. Cái gì chẳng phải gãy đinh cúc còn gãy. Ừ đúng rồi. Chơi bằng máy bỏ này nhỉ? Là máy bỏ.